Chào các bạn. Hiện tại cái đám mình đang ở địa đạo Củ Chi. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái trò bắn súng sơn ở đây nha. Thử coi chơi như thế nào. Nghe nó hấp dẫn lắm á anh. Hấp dẫn không? Nghe sợ là tốn tiền. Sao? Đâu ở đâu, chợ ở đâu ạ? Chợ ngoài, chỗ ngoài đây. Chỗ này có xe đạp đôi giống ngoài Vũng Tàu kìa. Ờ bắn trong cái đó đó, bắn trong cái lưới đó đó. Ờ, bắn trong cái lưới đó đó. Đúng kìa, đúng. Vô đây nè, vô đây nè, súng sơn đây nè. Anh ấy súng ngang rồi. Không? Sao cái bình đựng đạn nhỏ vậy? Không, bắn súng xin miễn vào bên trong. Ai không bắn không được vô nha. Yeah. Rồi, cái bạn nha. Ủa cái này rửa viên à. Ờ, ngon. Mà súng đem xả ghê lắm á. Đạn bắn bia. Dịch vụ đánh. Đạn bắn bia là 2.500 đồng nội, còn đạn đánh trận là 2.000 một viên, còn dịch vụ đánh trận là cứ chơi cái là tốn 50.000 người. Sao nó còn phải mua đạn nữa? Đấy, đảm bảo an toàn quý khách không được tháo mặt nạ trong quá trình tham gia đánh trận. Đây là mấy cái bình hơi để mình bắn súng sơn, còn đây là đạn đó các bạn. Người 50 viên ít nhất là người 150 á. Mỗi người 150 hả chú? Rồi, người 150. Rồi bây giờ tụi mình sẽ chơi 6 người. Mỗi người 100 viên là hết là 1.500.000 các bạn. Rồi chú đang bơm hơi vô cái súng các bạn ơi. Súng này súng hơi nha. Bắn thử nè. Đó. Còn cái này là áo giáp các bạn ơi. Nặng lắm hả? Có chịu bật ngược không? Có bật ngược không? Sao cũng được hả? Sao cũng được hả? Rồi bên mệt mặc đồ trắng ha, bên mình mặc đồ xanh phải không? Lấy đồ xanh luôn Bảo. Bảo nè, hai thằng dán cho nhau đi. Đó, dán tiền vô đây. Rồi ok, vậy thôi à. Này chúc chú giao súng là có đạn hết ha. Thì mình nhận súng mình bỏ khỏi đây cò thế này nè, đừng có bỏ vô đây, chừng nào ra không lệnh mới được bỏ vô ngón tay cò ha. Thì bỏ đây cầm thẳng vô sân, cầm như thế này đi thẳng vô sân nè, nó cầm hướng bằng súng lên trời, đừng có chỉa vô người bạn khác ha, cứ cầm vậy nè. Đây cái nón này vô chút nữa nó hầm hơi. Đó, tranh thủ. Để hả chú? Tranh thủ. Đơn giản chứ hả? Thở được không em, thở được không? Được hả? Được hả? Chỉ là không mình ngủ à. Rồi mỗi thằng cây súng luôn. Chú nói sao mà giờ. Đừng bắn nhanh nha. Lỡm anh cây luôn quen ơi. Ờ thế luôn. Rồi. Cho chú bỏ đạn vô đi. Rồi tính ra luôn. Em hay hết cây nè. Chạy hả? Núp hả? Núp hả? Thấy nào đâu bán bay. Mày điên mắng quá trời luôn mày ơi. Mày nấu kiểu gì hả? Đây chạy anh đúng không? Hay rồi, quen nấp rồi. Đây giá nước nhẹ mà mày ơi. Quen bắt chung lưng rồi.
tiến tới tới đâu rồi, tới đâu rồi. Anh đi bắt tự bắn gì vậy? Thu. Quang hết đạn luôn các bạn ơi. Có dính gì không? Đạn tí hả? Đạn tí bên bắn quá trời luôn rồi. Hết đạn chưa? Hết rồi. Đeo cái mặt nạ này vô chơi rất là mệt luôn các bạn ơi. Khó thở quá. À, kết quả là Bảo còn 17 viên, còn tí còn nhiêu tí? 30 viên á. Hai thằng nhát chết nhất đó, còn đạn quá trời luôn rồi. Đúng không? Mấy cái của em nó không bay xa, bay xèo à. Cho đừng xa không, đừng quay em à. Đầu đừng quay em à. Súng xèo quá không? Súng gì vậy? Ba con được rồi, được rồi. Chưa? Ừ. Nè. Không có xa. Đầu cháu thử cái bị đỏ coi. Ờ, súng tao mạnh đâu, súng em không có lọt. Đồ quá lo chính xác kìa. Bởi vậy thôi coi. Em bắn mày phải là gần mới bắn được. Vậy đổ gạt qua đây bắn nào tí. Rồi, đổ qua đây rồi tí. Ok, coi thử tí bắn thử cái đúng mấy cái bị đỏ đó không nha. Một lát. Bên bắn cái rồi. Nhiều lắm. Nè, quay hụt không à, hụt không à. Ôi. Mà. Bắn màu đỏ không nội. Bắn như xịt. Ôi, tí bắn dở. Rồi cẩn đầu thử luôn. Đây tí là đó là bị mình bắn quá trời luôn các bạn ơi. Ngự đầy đạn luôn. Nếu như em ra chiến trường là nãy giờ em thành cái mền gách rồi. Chúng em không có hơi. À, giờ thử luôn. Sợ. Bên đây thua còn bia, còn đây thua lẩu. Vậy đi ăn lẩu luôn, uống bia luôn á. Kết quả là ăn bị trúng một chi vô đầu, chi vô tay. Còn quay gai đùi đỏ đùi luôn các bạn. Anh thấy có gai đùi luôn. Anh thấy nó bị sấy rất là nhiều rồi, mình biết nó trúng rất nhiều đạn, đó là 7 người đó rồi, không cần nói đó. Còn qua không thấy cứ chính cái nào. Không trúng cái nào luôn. Còn Bảo trúng cái gai dai hả? Ở đây có một bãi xác xe tăng với lại máy bay các bạn. Mình qua mình review sơ cái luôn nha. Wow. M48. Dây xích bự dữ à. Bánh xe là nó nát hết rồi các bạn. Dây xích hả? Nó mục hết, bánh xe là mục hết rồi. Được leo ta chắc không ha. Bẻ một khúc đem về bán như chai tiền không. Ủa tự có cái hốc này chi vậy? À bị hư rồi. Có dấu cưa kìa, ai cưa mấy chai chai phải không? Chui vô đây mà bắn cái chén hầm nhá, điên luôn á. Anh nghĩ là hồi xưa người ta thiết kế máy lạnh đó em. Dạ, ồ, đạn ghim vô đó hả? Ừ. Đạn sấy nó nè, nổ hả? Nổ vô cái ầm cái nổ anh ra mấy cái mảnh hả? Nè, ở đây có dấu đạn ghim vô luôn nè. Ở dưới đây đầu đạn nè anh. Đâu? Dính đầu đạn luôn hả? Trời. Nè, đúng rồi. Đây dính luôn, là dính đầu đạn vô cái gì nè. Cái tấm này mà nó còn dày người. Quá. Hình như cái này là chỉ nhôm thôi à. Trời ơi, coi kìa, một cây là ai chết ngay đó một cây. Cái chiếc này như là cái chiếc mà nó lội mương đúng không? Lội sông luôn nè. Nhưng mà nó chiếc chiếc này nè. Có tên nè anh. Máy bay rơi 130 số 5. Khủng lồ luôn, chui với hạp nó thử có cái lỗ lên không? Nè anh. Được rồi, anh có thử cái đầu bự đó thôi. Gắt nó bự luôn. Wow. Có hai chó giữ dưới đó kìa. Xuống lên hello liền á. Ờ cánh quạt à.
Ồ. Ừ, đó giờ lần đầu tiên mới thấy được cái mình lên máy bay hồi chứ. Xưa. Ai đứng gần máy bay coi thử ra nó bự hơn người ta như thế nào. Đứng sát vô máy bay coi. Trời ơi, mấy bạn thấy là cái đầu bự của nó các bạn. Vậy mà từ 4 đến 6 người chở được có nhiêu đó à. Wow, rất là bự luôn á. Khủng lồ luôn. Quét bự. Có thực hăng kìa. Có súng đẩy pháo nữa kìa. Em thấy người ta bắn cái giật về. Ờ. Ừ. Wow, đạn nhét vô đây. Cái này chắc bắn cái con này là quay, vẫn còn quay được luôn nè. Mà quay tay chở, quay tay bạn ơi. Lâm ơi. Cái gì vậy? Người ta không bắn tay giật vô đây. Nào chơi kì à? Không là cái chiếc này rớt là do thuốc cháy rớt chiếc này. Ai mà vô ý bánh nè. Ai uống nước ngọt rồi quăng bánh rồi rác luôn đó. Mà cái này còn có cái xác không bạn? Hư rồi. Ơi, đây rồi, đúng là người không có văn hóa. Ờ hãy gì? Hay gì vậy? Hải Dung. Hậu gì? Hận hư. Nó ghi quá trời luôn nè. Cái này nha, ghim nha. Kỳ quá, hư kỳ quá. Đông quá trời luôn á. Hận. Ghi quá trời luôn, phép nội tao ghi lén luôn nè. Lớn vậy kỳ à. Wow, rất là bự luôn nha. Còn yêu hương gì ghi đây má, mắc bỏ tù hết chứ yêu hương gì. Còn mấy dụng anh. Không, không quay được, cứ gắt à. Anh đụng đó, em nghe đây kêu à. Đây này, anh nghe. Anh chơi cái bồn này về đổ xe. Trời ơi, cái nó bự kìa. Rồi, đường về mình đằng đây nè, đi về. Đại pháo này bự hơn nè. Cái này có cái đồ quay tay đó nè, để quay thử cái được không? Thường gác. Còn cái này. Quay không được. Xét hết rồi. Nó bắn nó giật lên đây đúng không anh? Cái đồ này là để nó kìm dưới đất lại để cho nó không có gian á, nó giật có hiểu không? Này chỉ là cái đồ kìm thôi. À, em tưởng là mình phải chứ này nó lôi nè. À. Cột vô lôi mà. Dạ thì tính dùng hồi xưa người ta cũng khỏe mà, có bốn mấy ký mà khỏe chứ. Xe lôi ông nội. À, nói chung là mình kết thúc video tại đây các bạn. Bây giờ hôm nay là mình đi địa đạo Củ Chi trải nghiệm chơi thử súng sơn. Kết quả chơi rất là vui và cũng rất là mệt nha. Mà chơi mình cảm thấy là cũng khá là an toàn bạn, đạn quắn nó không có đau. Hay chắc là tại vì nó không có trúng được mình viên nào hết á. Thôi với anh mình chơi đúng hay nội quy á. Ờ, nói chung là chơi rất là vui nha. À bạn thích video này thì nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ làm những clip khác. Clip này thú vị. Tạm biệt các bạn.